tiếp đón một đội bóng tầm trung như Nottingham Forest trên sân nhà có lẽ là điều kiện quá tốt để Chelsea tìm kiếm thêm một chiến thắng. Nhưng với một lối chơi rời rạc kết hợp cùng các cá nhân không tìm được tiếng nói chung thì Chelsea đã phải đón nhận một thất bại ngay tại Stamford Bridge. Một thất bại khiến người hâm mộ của họ cảm thấy thất vọng tràn trề sau những gì đã hy vọng. Thất vọng có lẽ là hai từ nhẹ nhàng nhất để nói về màn trình diễn của Chelsea trong trận tiếp đón Nottingham Forest vào ngày thứ Bảy vừa qua. Màn trình diễn ấy tệ đến mức khán giả trung lập cũng phải lắc đầu ngao ngán vì lối chơi rời rạc và kém hiệu quả đến khó chịu của các cầu thủ trên sân. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của người xem trung lập, còn đối với các True Blue, thất vọng thôi là chưa đủ bởi để lột tả hết tâm trạng bực dọc xuyên suốt 90 phút theo dõi những màn trình diễn của đội bóng con cưng khiến họ đôi khi cũng phải buột miệng chửi thề. Rõ ràng sau khi Roman Abramovich rời khỏi vị trí chủ tịch câu lạc bộ, Chelsea phải cảm thấy rất may mắn khi có được một chủ tịch mới cũng hết lòng quan tâm và chịu đầu tư như Todd Bowley. Nhìn vào con số hơn 1 tỷ bảng được chi ra dưới thời vị tỷ phú người Mỹ chỉ để tái cấu trúc lại đội hình của The Blue cũng đủ làm nhiều đội bóng trên thế giới phải nuốt nước bọt, ao ước. Nhưng số tiền khủng khiếp đó đổi lại được gì cho đến ngày hôm nay? Họ kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 12, không được tham dự cúp châu Âu, hòa và thua 3/4 trận của mùa giải mới. Thắng duy nhất được đội mới lên hạng là Luton Town. Đó thực sự chẳng phải là một thành tích xứng đáng với một tên tuổi lớn như Chelsea. Hài hước hơn một chút thì bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một đội bóng tầm trung nếu nhìn vào bảng thành tích kém cỏi kể trên. Chi ra tiền tấn để mang về những bản hợp đồng làm mới cho đội bóng, nhưng người hâm mộ The Blues giờ đây chắc phải tự hỏi liệu các tân binh của họ có thực sự xứng đáng với số tiền đính trên người họ ở thị trường chuyển nhượng. Cả một tập thể rất nhiều ngôi sao tiềm năng nhưng trong suốt cả trận đấu với Nottingham Forest vào ngày thứ Bảy, họ chỉ có thể tung ra những đường tạt bóng trong vô vọng hoặc đẩy trái bóng vào trung tâm cho Enzo Fernandez để hy vọng nhà vô địch World Cup tạo ra một điều gì đó khác biệt. Và ở trong một thế trận rời rạc và không rõ được việc mình phải làm gì thì những sự thay đổi như Cole Palmer hay Mykhailo Matvich cũng chẳng thể giúp Chelsea có được phương án tấn công sáng nước hơn. Hàng tiền vệ và hai biên đã kém hiệu quả như vậy nhưng khi nhìn vào hàng công sự thất vọng còn đến nhiều hơn thế. Nicola Jackson là cái tên mang đến rất nhiều sự kỳ vọng cho cổ động viên của Chelsea thời điểm trước khi mùa giải bắt đầu. Nhiều cổ động viên lạc quan còn đặt hy vọng anh sẽ trở thành Drogba mới của Stamford Bridge. Nhưng khi còn chưa thể là chính mình thì câu chuyện Drogba mới vẫn là thứ gì đó quá xa vời với ước vọng của các True Blue. Những tình huống loay hoay trước hàng phòng ngự của đội thủ hay xử lý chậm nhịp để vượt mất cơ hội khiến cầu thủ người Senegal càng trở nên lạc lõng hơn trên hàng công của Chelsea. Và pha dứt điểm lên trời trong khoảng cách 5m ở phút 84 thì chẳng khác gì một cú đấm thật mạnh vào những kỳ vọng của người hâm mộ Chelsea dành cho anh. Khi nhìn vào những gì Chelsea đang có trong tay, rất nhiều người hâm mộ của giải ngoại hạng Anh đã hy vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của họ ở mùa giải mới. Nhưng với một lối chơi rời rạc và các tân binh cũng chẳng tìm được tiếng nói chung thì những sự kỳ vọng đó đang ngày một cạn dần. Với một lịch thi đấu nhàn hạ giai đoạn khởi đầu và cũng chẳng phải cân đo đong đếm lực lượng để thi đấu cúp châu Âu thì đáng ra Chelsea phải mang đến một thứ bóng đá tấn công rực lửa và đẹp mắt hơn rất nhiều so với những gì họ đang làm. Dẫu sao, đây cũng mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới. Chelsea vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để phấn đấu và khắc phục những hạn chế của mình. Mộng vô địch thì tạm thời có thể chưa bàn đến nhưng một tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới chắc chắn là nằm trong tầm tay của Chelsea nếu họ thực sự quyết tâm. Hai tuần tạm nghỉ để nhường sân cho các trận thi đấu quốc tế có lẽ sẽ là quãng nghỉ đủ lâu để Mauricio Pochettino bình tâm và tìm ra những vấn đề đang tồn đọng trong lối chơi của Chelsea. Nếu không thể tìm được sự cải thiện sau thời gian này thì việc chiếc ghế của ông rơi vào trạng thái lung lay như rất nhiều người tiền nhiệm trước đó tại Stamford Bridge sẽ sớm xảy ra mà thôi.